Thiên An Môn chắc là dập tan dân chủ thân Mỹ anh nè. Thì anh cũng nghĩ là mấy dân chủ thường thường nó thân phương Tây. Tại cái vụ đó là vụ mà những cái năm đó là năm mà Đông Âu với Liên Xô nó cũng bị yếu đó mấy em. Anh nghi là một có một cái âm mưu nào đó để nó biến toàn khối cộng sản banh xác hết. Và Trung Quốc là một trong những nơi mà chỗ đó thất bại. Thành công được ở Đông Âu và Liên Xô nhưng mà thất bại Trung Quốc. Đó là sai lầm của chính quyền Trung Quốc. Lúc đầu mềm, cứng sớm thì không nhiều người chết. Nói chung nó đơn giản như bạn nói đâu, chính quyền đó cũng có đống người trong đó nó cũng hai phe bạn. Phe của ông gì Triệu Tử Dương á, thì Triệu Tử Dương là như là tổng bí thư đảng lúc đó. Phe đó là thỏa hiệp vô tư với phe ông đó có vẻ như là ủng hộ biểu tình. Còn cái cánh còn lại á, thì không ủng hộ. Hai bên bàn qua bàn lại cuối cùng thôi, tao xuống chức ông này trước cái đã. Tao quốc cái đám kia sao. Mà tổng bí thư lên đường như thường mà thấy không bạn. Mà Triệu Tử Dương phải là tổng bí thư không bạn. Nó lên đường như thường chứ mà giỡn hả. Thời đó là thời của gì? Đặng Tiểu Bình đúng không? Còn bây giờ là thời của Tập Cận Bình. Không biết có bà con không? Giết sinh viên ác thật. Nói chung quân đội giết người là chuyện bình thường mày ơi. Mày khổ mày quá à. Nói chung mấy sinh viên nó cũng cùng nhây đúng không? Nó mình nói phải nói hay chịu bạn. Sinh viên trong cái đống biểu tình đó đó, nó có những cái đám bình thường và có những cái đám bạo động. Đó, cái đám bạo động nó treo cổ công an, đốt công an, chặn xe quân đội, quất mấy người lính luôn. Đúng không? Mà lúc mà quân đội tiến về mấy chục ngã tiến vào Bắc Kinh á, mấy đám biểu tình ở ngoài nó chặn xe quân đội mà đâu cho vô đâu. Nó chặn xe rồi có bên nó dụ dỗ nữa. Thôi con theo anh đi, rồi sau khi cách mạng thành công con không làm lính nữa mà con cho con làm sĩ quan. Đó. Dụ dỗ rồi cản rồi thuyết phục có đủ kiểu hết nè. Rồi có đang trong bao giờ vậy thôi, trong dòng người nó sẽ có cái đám quá khích. Mà cái đám quá khích thì nó đoạt mạng. Còn cái đám ôn hòa thì nó dụ. Đó. Dễ hiểu thôi đúng không bạn? Mà thấy như nói chuyện hợp lý và dễ hiểu không? Thì trong cái đám quá kích đó nó xúc cũng chết khá nhiều chúng mất đâu nha. Lính chết có. Cái xe bọc thép các bạn, xe bọc thép xe tăng á. Mà nó chơi nó không biết nó chọi gì vô bánh xích nó đi điểm được luôn mà. Xong rồi cái nó lên nó lấy mấy cái khăn nó tẩm xăng á. Đốt cái xe nó nóng chết mẹ. Mấy anh đứng trong đó chịu đâu chạy ra. Má chạy ra anh xúc. Nhưng mà bạn phải hiểu là cái cuộc thi ông môn đó là cái nó biểu tình lâu lắm chứ không phải là một hai ngày, hình như là gần cả tháng trời á, đâu lối tháng 5 là bắt đầu biểu rồi, biểu tình quá trời biểu tình luôn, xong rồi là không thỏa hiệp được chính quyền đó, rồi tới tháng 6 luôn, giới nghiêm là đúng không, thiết quân luật là ngày 20 tháng 5, thiết quân luật là ngày 20 tháng 5 mà bọn đâu có sợ đâu, đúng không, nó ngán. Cái vụ này giờ không biết sao nữa. Năm qua rồi. Số liệu người chết thì tờ lưa hết. Không biết số liệu nào đúng luôn mà. Đó. Chứ bạn nghĩ coi, mấy sinh viên nó cũng lì chứ bộ cũng lì hả. Người ta đem quân đội vô rồi mẹ đứng trơ ra. Chết hết ai. Người ta chạy mẹ rồi. Đúng không? Đâu người ta đưa quân đội vô là biết người ta phải giỡn rồi. Vừa thôi, khô mà sống chứ mềm nắng rắn buông, tự nhiên ông biểu tình. Thí dụ lúc đó nó biểu tình nó hy vọng vô là tổng bí thư là Triệu Tử Dương, đúng không? Nếu mà Triệu Tử Dương thay đổi cái rồi tự nhiên Trung Quốc nó sụp đổ như Liên Xô luôn. Đó. Lúc đó thì có gốc ba chớp qua chơi nữa gì đó. Má cha gốc ba chớp này qua lay á. Nên những người biểu tình người ta sẽ lợi dụng vô cái thời cơ đó. Thấy không? Hy vọng rằng má Triệu Tử Dương đứng như phe mình. Và hy vọng rằng Triệu Tử Dương quyền hành đủ mạnh để ngã luôn. Tham vọng đến bộ trong đó là bộ sậu chính quyền cũng đông đó. Rồi nhiều tầng lớp nữa, đại gia có bác sĩ kỹ sư tùm lum hết á, mấy ở không thất nghiệp sinh viên công nhân đủ hết. Nhưng mà xui cái cuối cùng Triệu Tử Dương gãy Tập Cận Bình, ủa lộn phải Tập Bình, Đặng Tiểu Bình họp lên cái ABC
đưa quân đội Bắc Kinh vô, ngoài Bắc Kinh vô quân đội đánh số gì, mẹ trung đoàn gì, quân đoàn 26, 27 gì, tùm lum 8 gì, nhiều lắm. Của giải phóng quân Trung Quốc đó. Nó tiến vô Bắc Kinh bị cản luôn mà, dân mấy dân biểu tình nó cản quá trời luôn. Cù nhây cù như xong tiến nữa, tiến đủ mọi ra đường luôn. Mấy cái xe bọc thép con đi mới đầu tiên đi vô lẻ lẻ đó, đi tiên phong bị biểu tình xúc luôn. Xong rồi ra lệnh giới nghiêm, chuẩn bị là nói giờ tôi bây giờ tôi nói chuyện với anh trong vòng 4 tiếng đồng hồ nữa. Anh mà không rút ra khỏi Thiên An Môn đó thì cứ cái công thức cuối cùng tắt đèn nổ súng. Ở Việt Nam mình kêu là trùm bao bố đó mấy em. Xe tăng cán nát người kinh bét. Trời mẹ, xe tăng mà cán con voi trong phòng nát đây mà nó chỉ cán người. Nói là mình suy cho cùng đó thì giống như bạn gì nãy nói đó bạn. Đã dám làm cách mạng là dám nhận dám chết, không có than, không có rên gì nữa, đúng không? Đúng không? Đã làm cách mạng thì đáng chết chứ đâu phải là người ta quýnh úp một cái chết tiền đâu. Đâu ông muốn lật đổ người ta. Ông muốn lật đổ người ta thì người ta đã hòa quản trong cả tháng trời rồi. Đúng không? Người ta đã thiết quân lực ngày 20 rồi. Mà tới ngày 4 tháng 6 đó mới là tiến hành. Một tháng rưỡi, nửa tháng chứ, nửa tháng trời. Mà khi mà xe tăng nó đi ầm vô, xe bọc thép này nọ, quân đội đi ầm vô trong Bắc Kinh, tới quảng trường Thiên Môn, người ta kêu đi đi, đừng có đây nữa, các bạn đi đi. Mấy thằng lính nó kêu đó, sĩ quan nó kêu các bạn đi đi, đúng không? Vậy thôi chứ mẹ không đi lì. Nên mà phân tích một cái gì mà phải đứng về hai phía, đúng không? Mà phải đứng về hai phía mà phân tích nó mới công bằng. Chứ bây giờ tự nhiên Trung Quốc đang lãnh đạo ngon lành bình thường, tự nhiên có, mà đâu phải lúc đó là dân là biểu tình cho cao máu lắm, mà cho cao lắm là thời điểm đỉnh điểm của biểu tình là cho 2 triệu người biểu tình đó, 2 triệu lần số gì so với dân Trung Quốc, đúng không? Mình không nói đúng hay sai, tất nhiên cái bọn biểu tình thì nó có cái lý tưởng của nó muốn thân Mỹ hay OC, nó muốn đa nguyên đa đảng gì đó, chuyện của nó đó. Mà nói chung trong cuộc nó thua vậy thôi. Nên đó là một biến cố của Trung Quốc. Trung Quốc có làm ngọt lắm bạn, giỡn đó. Thí dụ như vậy là chính phủ sai nè, chính phủ Trung Quốc sai nè, biểu tình không cho ta chạy. Xích ở vòng ngoài thả bom vô trong, không kích máy bay trên bắn xuống, một cái đó tầm bậy á. Ông nói phải cho ta chạy, cho ta cơ hội cuối cùng để ta có thay đổi cái suy nghĩ không chứ. Người ta giỡn vui thôi, mẹ ông làm gấp quá, ta không kịp chở mình. Sao Xô Viết bị lật đổ vậy anh? Tại vì Xô Viết không có Đặng Tiểu Bình. Tại gốc ba chớp cùi hơn Đặng Tiểu Bình vậy thôi chứ giờ sao mày? Đúng không? Giặc xin gì nữa, yếu quá. Cái thời đó nói chung lãnh đạo mỗi nước mỗi khác nhau mấy em. Dù thời Stalin thì biết Mao Trạch Đông dưới cơ. Nhưng mà qua mấy cái thời khác thì nó khác chút. Vậy đó. Ở bên Hàn Quốc hình như nó cũng có vụ thảm sát gì chết mấy ngàn người các bạn. Mà nó ém hết đâu, mình không rành đó. Cái vụ gì thời tổng thống bắt gì Trung Hy gì đó, lúc đó là Hàn Quốc đồng minh với Mỹ, Mỹ nó ém giùm luôn, nó ém phụ, không biết vụ gì đó, cũng là mấy sinh viên ăn không ngồi rồi còn đi biểu tình vì cái lý do gì mình cũng chưa rõ nữa. Bên Hàn Quốc nha, cái vụ đó nó còn ghê hơn Thiên An Môn nữa, nhưng mà mình không biết á. Nói chung thằng phương Tây nó bao che thằng nào quá thì mình khó biết nó lắm, đúng không? Còn phương Tây mà nó khui ra thì mình không biết được chút đỉnh. Các bạn tìm hiểu giùm mình đi. Bên Hàn Quốc có cái vụ thảm sát gì á, quá ghê Thiên Môn luôn. Thời Bắc Trung Hy á, chết 2-3 ngàn người luôn, chết ngọt luôn. Còn Mỹ giúp mà nguyên nhân vụ gì thì mình không biết. Lẽ muốn Hàn Quốc phải cộng sản hả hay sao? Cái đó là phim á anh, phim Taxi Driver, phim con khỉ phải có thiệt, tao dựng phim, mẹ không có dựng phim cho chính phủ nó chém bài đầu, đúng không? Phim nó liên quan chính trị phải đúng, nó mới dám dựng chứ. Còn ví dụ như phim chính trị mà xuyên tạc sao được, không lẽ nằm mơ à? Chết 2.000 người chứ mấy, vụ nào, vụ Thiên An Môn hay vụ ở Hàn Quốc? Đang hát quốc ca nó bắn nát gáo.
Hàn Quốc ác như chó. Ủa đa Hàn Quốc cà bắn nát gáo luôn hả? À. Không có cái vụ đó thì không không đậm thiệt. Vụ đó thì nó thông tin nó biết có vậy thôi, nhưng mà còn chi tiết trong đó thì không biết. Quay hết rồi giờ sao anh, bỏ tiền ra mua quay co đi em. Vụ Thiên An hôm đó giờ Trung Quốc không làm mạnh tay, khi nào Trung Quốc giờ thành nội chiến không anh? Nói chung anh thấy Trung Quốc đâu có làm gì đâu mạnh tay mày. Không mà nói thiệt, tao thấy nếu mà tao là Trung Quốc, tao thấy nó làm đâu gì đâu mạnh tay. Thứ nhất đúng không, biểu tình cả triệu người, chết 2.000 người, cho là chết 2.000 luôn đó, mạnh tay không? Có mạnh với gì đâu, đúng không? Đâu mấy ông biểu tình tôi cả tháng, cả năm, cả tháng trời luôn. Tôi ngồi tôi tốn bao nhiêu nước miếng với anh, kêu anh đi về đi, đúng không? Hợp tác xây dựng đất nước méo chịu đâu, mẹ đội biểu tình lật đổ mới chịu. Rồi quân đội người ta đưa xác đích rồi, kêu đi đi, không chịu đi để tôi tốn đạn nữa. Theo anh nghĩ cái đó không có gì gọi là mạnh tay hết mấy em ơi. Em nghĩ phải nghĩ cho hai phía nha, em đừng nói chuyện vậy tội người ta lắm. Nếu là anh ở trong đám biểu tình đúng không, anh biểu tình cảm thấy chết mẹ rồi, biểu tình giờ thắng người ta. Tự nhiên thấy ngày xưa gọi là gì, hầu dự ban thấy men men, hầu dự ban ngẫm rồi. Xong rồi tới Triệu Tử Dương thấy mày cũng được á, mà giờ sao tự chưa nhân yếu quá, giờ quân đội Trung Quốc nó thiết cái gì, Trung Quốc nó chơi nó thiết quân lực luôn rồi, mà thiết quân lực đâu có giỡn mày đúng không, má thiết quân lực rồi bây giờ mình chơi nữa ăn không ta, phải tính cho ông nội đâu phải nào đưa cái mạng cho cái mạng ông ra, ông đánh cược tất cả ở tối ngày, ông nói mẹ tao méo có gì tao có cái mạng này mà ngon bắn đi, nói gì ai chơi với mình được đúng không, nó thấy gì không có gì gọi là ghê hết, tại vì mấy bạn trẻ đó chưa biết cái mùi chính trị nó gan sao hết đúng không? Đúng không? Các bạn trẻ biểu tình đó các bạn chưa hiểu được, ngày xưa mà cha ông các bạn trẻ đó đó tốn bao nhiêu xương máu đánh đuổi đế quốc, tốn bao nhiêu xương máu mà dẹp loạn cái gì quên rồi Quốc Dân Đảng Tụi Chế Thạch nữa đúng không? Các bạn nó không biết được bao nhiêu xương máu chiến tranh Nhật với Trung Quốc, bạn nó không biết được, bạn đừng tưởng đâu mấy giờ không ai dám đụng tới cái mạng các bạn, cái mạng các bạn là thuộc dạng cổ trên, các bạn là bất khả xâm phạm vậy đó. Cái mạng các bạn bất khả xâm phạm, trước độ bạn là dân, đúng không? Dân ngoan, dân yêu nước, dân bình thường. Còn khi mà các bạn nó leo vô đường chính trị, bằng đường quân sự rồi, cái mạng các bạn như ngàn cân treo sợi tóc vậy đó, hiểu không? Nên mấy bạn trẻ đó bạn quá đề cao cái gọi là dân chủ, các bạn trẻ đó quá tự tin cái gọi là cái mạng người. Thì bây giờ cái thời mà Mao Trạch Đông mà đọc với ai quên rồi, Tưởng Giới Thạch đúng không? Thì Tưởng Giới Thạch là bên Mỹ bảo kê đó, Mao Trạch Đông thì có sự ủng hộ của Liên Xô, thì hai bên đập nhau thì cũng lấy người Trung Quốc ra đập thôi đúng không? Mạng trong thời chiến mà đòi quý, sống nay chết mai, bữa nay còn nhậu với đồng đội, ngày mai ra chiến trường nằm bỏ xác, quá giá trị của hòa bình nó cực kỳ cao quý. Không hiểu đâu có sống trong hòa bình đã đời rồi, muốn hơn, muốn ẩu có phải đây phải kia, phải này phải kia, ông muốn quá trời muốn luôn, đâu phải mày muốn là được đâu, mày muốn người ta có muốn hay không chứ. Thí dụ như mày ra đường mày cãi lộn với bạn mày chưa chắc mày ăn nữa, còn cái này mày đang cãi là cãi với cả một hệ thống chính quyền, cãi với quân đội, cãi với công an, đúng không? Năm ăn không thua à, nên đó làm cách mạng chịu thôi mấy em ơi, khổ quá. Dân gọi làm ăn kinh tế đi, tối ngày nào cũng làm cách mạng hết nước nghèo nha. Nói thẳng ra mạng người như cỏ rác đúng không anh? Tùy cái vị thế mày sao, đúng không? Tự nhiên mày ra đường mày đi nhậu, mày chạy xe ngoài đường, mày đi ra đường xe tải cái mạng mày như cỏ rác vậy đó, chả ai thấy mày hết đó đúng không? Tao đi xe hơi tao gặp hoài, tự nhiên luôn cái giải phân cách liền mấy em, không biết đâu có mấy mẹ nào mặc đồ đen nữa, chui từ giải bên này qua giải bên kia chạy bọc như khỉ vậy đó. Ông nội mẹ ơi, cho mấy ông nội Việt Kiều về đây lái nghe, bên Mỹ chắc có cảnh này đâu. À, lúc đó là mạng nó như cỏ rác, đâu biết đâu. Nó cứ nghĩ ở đường tao cứ đi, nó đâu nghĩ tài xế thấy nó hay không thấy nó, tài xế nó nghĩ khác, đường tao cứ chạy, hai đứa bay dàn xếp không xong, thằng đi không dừng mà thằng chạy không thắng, thì đương nhiên thằng đi lên đường rồi, thằng chạy nó một thép mà sao nó lên đường được.